ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thanh Hòa hoặc là link shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nè, ngày hôm nay sẽ test team 18.000 tỷ luôn hả? 18.000 tỷ BB, chỗ team ghê vậy? Siêu đội hình luôn á, cái này là đội hình siêu khủng luôn á. Nè, đội hình siêu khủng luôn nha, 18.000 tỷ luôn hả? Bruno Fernandes cộng 8 cáp à. Ghê vậy? Giá nhiêu? 900 tỷ luôn hả? Chỗ gì? Ồ, nãy mở gói cáp ra này ngon ha. Nãy mở gói cáp ra này là cũng bấm rồi, đồ hủ rồi. Đồ 900 tỷ con Bruno cáp luôn hả? Ui, này mẹ mở ra con này ấm rồi. Rulit icon cộng 5. Ồ. Mày mở ra gì? Tôi vua anh em à. Tôi vua anh em. Trời. Yaya Touré icon 5, bắt xung icon 5. Luka Modric KK 5 à. Torres. Nedved Rijkaard. Rulit Cabungkun cộng 5, Ronaldo icon cộng 5, Nesta. EBS cộng 8 à. Hai ngày hôm nay đẩy mấy con này vô cộng 8 đá. Cộng 8 quá trời. Cruz cộng 8 luôn. Cruz MC cộng 8 à. Căn này ST cộng 8 không? ST cộng 8 à. Đẹp quá vậy. So mình em bắt B à. Em B rời sang đây. Nhường chỗ cho Griezmann vào. Bruno Fernandes vào luôn. Bruno Fernandes ra cánh trái. Bruno Fernandes vào. Henry LH à, cộng 8. Ôi Henry đá ST được coi. Kevin EBS cộng 8 luôn. Bốp 3 quá trời, 8 luôn hả à. Nesta cộng 8 cho vào luôn. Cảm Mino nha, cảm Mino đó nhiều, cảm Mino đó nhiều. Sao này không sao. Vẫn còn khỏe, vẫn còn khỏe. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Động lực của anh em đã giúp Thành Hòa khởi lại. Team toàn cộng 8 không đã vậy. Icon cũng cộng 5 nữa, team khủng ha. Ồ, quá đã team luôn. CR7 gì mà bú lưu su cào cào luôn. Bruno cộng 8. Henry là cộng 8 chạy 130 mấy luôn mà Bruno cộng 8. Penalty 130 luôn. Ồ, chỉ số cao nhất của Bruno là chỉ số penalty à. Người gì số cao nhất là chỉ số penalty. Griezmann và Kevin De Bruyne. Kia Griezmann chạy 133 luôn hả? Chuyền ngắn 130 Kevin De Bruyne. 156 à, mới cắm có 156 mà 18 20.000 tỷ à. Vira Cruz. Cruz này tôi cảm giác nó không ngon, mình giá thử nha. Để chứng minh cho anh em thấy là Cruz phải là BTB hoặc là MOCL hoặc là Rian là 3 tiếng nó ngon. Varane Nesta cộng 8 luôn, nhìn ngon ha. Nhìn không là đã là khỏi vô đá luôn. Rồi nhìn ra người này là top giá trị hình chưa ta? Top giá trị hình chưa? Cái trang mà giá trị hình nó đã reset lại chưa ta? Ờ có rồi nè, đo từ từ nha, giá trị đội hình cao nhất 81.000 tỷ rồi, ờ 18.000 tỷ chưa top luôn. 18.000 tỷ này là nằm khoảng không thấy trong top ta. Ủa 18.000 tỷ mà không thấy trong top ta. 18.000 tỷ Boscam à, đây nè, 15.000 tên hạng 54. Hạng 54 giá trị đội hình anh em à. Em thấy không? Hạng 54 giá trị đội hình là 18.000 tỷ. À. Ai để bữa nào tôi mượn ạc Tony được, Tony này không có. Có à. Tony hôm nay xuống top 5 à. À tôi ạc con thắng vô coi chưa à. Screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find. So Min Ronaldo, Shevchenko, dự bị cũng không, mốt 3 Ramos à? Có Ramos này cũng bình thường, có và Ramos mà phải best zone cấp cộng 8 rồi nữa. Mình có biết bạn này nhà bạn khó khăn lắm nên chỉ cày chay được đội hình đó thôi. Nhà bạn này khó khăn lắm hả? À nhà bạn này khó khăn lắm cho nên cày được như đây. Ok 4213 nha, hiện nay sẽ đá 4213 luôn. Nhà quản lý 4213. 4213 đây. Em chỗ luôn Stefano Billy á, Stefano Billy. Đây là chiến thuật đội đang có thể copy khi cần nha.
Thiên đội đây. Đẩy xuất xa cao, xuất xa cao xíu. Chuyền dài dưới đây, rồi chuyền dài dưới đây. Hẹp lại, chạy về đó, đúng rồi, đây chiến đội nha. Nhảy quy gãy tay à, rồi này không còn nhảy quy đâu, rồi này đứng chỗ sút vô luôn à. Rồi đứng chỗ sút vô, đây là chiến thuật đơn, em có thể có quy khi cần nha, chiến đơn em để mặc định hết nha. Để mặc định hết, không chuyển gì hết trơn á, để mặc định hết. Đơn về dễ. Ở đây nó có nút reset lại để chiến đơn mặc định chỉnh ra nha. Mặc định hết nha anh em nha, không chỉnh gì luôn á, để CB là công 3 thứ 1 thôi. Mấy vị trí còn lại là có ST là công 3 thứ 1, CB là công 1 thứ 3, hai đó thôi. Đây huấn luyện viên kỹ năng có huấn luyện kỹ năng không? Huấn luyện kỹ năng không có, không có à, gắn đây hết rồi à, huấn luyện kỹ năng ít à, cũng có vậy, huấn luyện kỹ năng ít. Tên cầu thủ đây cài đặt AI và cái nha, nên có thể cần thì có luôn nha. À, thanh lực tắt đi, thường thì mình sẽ tắt thanh lực nha mọi người, tắt thanh lực khán giả tắt này cho đỡ bị lắc. Đi thì con chở tượng chọn thú bật nè, bình bật thiết lập khán giả bình luận tùy chỉnh nha, thấp nha đó. Đây là cài đặt AI của mình ở tài khoản trung bình nha, cài điều khiển nè, anh em có thể copy khi cần nè. Cái cài đặt điều khiển này là mỗi người sẽ cài đặt khác nhau nha, không ai giống ai đâu, của mình nó sẽ là khác và của người khác nó sẽ là khác đó. Này chọc khe nè, phạt nè. Đấy, chạy nhanh gọi trợ kèm thấp đủ cầu thủ, đủ đủ đây chứ. Kèm thấp nè, này là tắt bóng nè. Đó, này là áp sát. Này gọi thủ môn. Bóng nằm, ok. Đó, đây cài đặt nha. Thấy dạ, từ xíu bây giờ đã đăng hả? Rồi này Henry LH cộng 8 thôi, mặc dù Henry có thể không chạy chỗ nhiều. Nhưng mà Henry chỉ số cao. Kevin cũng vậy nè. Vieira MC cộng 8 nè. Thấy không? Vieira mà chết đê vô luôn, ảo thôi. Vieira chết đê nhảy xìu vô luôn. Đúng là cộng 8 thì chứ. Đội này chỉ còn bấm đê thôi. Anh em nhưng mà phải là như thế này thì em bấm đê thử. Vieira nè, Kevin De Bruyne nè. Đó, đội này anh em cũng không cần phải làm gì nhiều đâu. Tại cầu thủ nó không chạy giùm anh em đâu, nhưng mà quan trọng là cầu thủ nó mạnh. Nó không chạy giùm nhưng mà nó mạnh. Mấy hôm nay thì chỉ cần bấm D là ăn mừng à. Bruno Fernandes, sút là vô luôn á. Sút là vô luôn à. Sút là vô luôn á chứ. Thôi này dễ đáo à. Là giờ đá quá, Bruno Fernandes cáp và cộng tới 8 luôn à. Bấm D là ăn mừng luôn á chứ, Griezmann nữa coi. À bây giờ tôi cho Griezmann nè. Nhiều khi cho anh Theo á, Fernandes hay Hakimi lên nó ghi bàn luôn á chứ. Bruno Fernandes. Kevin De Bruyne, sút là vô à. Sút cái tỷ lệ cái banh này chính xác ghê luôn á. Kevin De Bruyne chết đều không vô nè. Hàng công thì khỏi nói rồi, bây giờ tôi cho hậu vệ tôi lên ghi bàn luôn, ảo nữa. Bật chát không? À bật chát nghe chửi vui. Bật chát nghe chửi vui. Phạt quài dễ, trời ơi. Bruno pressing trọng tài. Bruno pressing trọng tài. Hay. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game, like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait, Henry cũng chạy nè, Henry cũng chạy luôn nè, Henry cũng chạy luôn nè. Cruz chuyền ghê quá vậy, Cruz chuyền với banh nè, Cruz chuyền với banh đẳng cấp ha. Ngầu luôn hả, uổng quá vậy, 35 phút à. Cái đội này nhiều khi tôi để thằng Varane với Nesta đá CB ngon luôn á chứ, đá CB ngon luôn chứ. Ồ, Varane đá Esther tặng 110 nè. Nesta đá CM luôn được á chứ. Nesta đá CM luôn. Đó, trời ơi, đội này
Nesta lái xe AM luôn chứ còn nào nữa. Ơi tôi chơi hình toàn mấy thằng CB lên nó công được nó Raikkonen nè. Raikkonen vào đá luôn. Còn chứ. Rồi cái ABS không? Còn nào cũng 8 nữa. Ramos nè, Ramos nó cánh luôn ngon, Ramos cho đá T. Ramos sẽ T được luôn chứ. Van Dijk vô luôn nè. Đây Vieira ra ông nào ghi bàn rồi cho ra. Mượn CB là không đủ. Mandini nữa nè. Ôi đây Nesta kìa. Rồi Nesta phối hợp vàng luôn chứ. Ôi ngon nha, ngon nha. Ê Ramos chạy chỗ kìa, Ramos chạy chỗ ngay á. Ramos chọn vị trí vẫn đâu. Ông đó tiền đạo mà ông đi kèm hậu vệ đúng không? Kevin đá CB không khét à. Còn đai nè. Nesta Raikkonen nè. Van Dijk nè, giỡn hoài. Van Dijk đá CDM đỉnh chứ giỡn đâu. Van Dijk. Van Dijk chơi cái này tới World Cup mà. Ramos nè, Ramos chạy nữa nè. Ủa Ramos chọn chí hay chứ giỡn đâu. Ramos nè, trời Ramos thúi thui gì thua béo đâu. Ramos xuất kinh vậy. Ramos ghi bàn luôn đó, đồ hình ghê á. Ramos Van Dijk luôn. Hay Van Dijk nè, Van Dijk mạnh đó chứ. Ramos Nesta luôn nè. Varane. Rafael Varane. Varane xuất được luôn nè, Varane ghi bàn luôn. Varane ghi bàn luôn ạ.